Của đội võ nhạc Taekwondo. Từ lúc bắt đầu tập võ tới bây giờ là Huy tập luyện được 13 năm. Cái người bạn mà rủ Huy đi tập cũng là vợ của Huy hiện tại. Những cái lúc mà mình cảm thấy là mình khó khăn, mình cảm thấy mình tuyệt vọng và bế tắc nhất á, là chắc là khi mà mình bắt đầu lên thành phố Hồ Chí Minh thì mình vào đội tuyển quyền Việt Nam. Xoay quanh mấy cái chuyện kinh tế, xoay quanh chuyện giờ giấc cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày, mình chân ướt chân ráo, mình mới lên thì mình phải bắt đầu cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đó mình phải làm nhiều cái để mình có thêm nguồn thu nhập để mình có thể tiếp tục nuôi lửa đam mê. Những lúc mà khó khăn như thế rồi nhiều khi cũng gặp rất là nhiều cái trở ngại về tinh thần. Mình rất là hay kiểu là mình rất là hay là tự ti về bản thân mình. Nhưng lần đó thì có gia đình kề bên, rồi mình cũng nhìn thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, mình cố gắng nhiều hơn. Cái điều đó cũng là một cái động lực để mình cố gắng tiếp tục. Có thể là hiện tại là cái cuộc sống nó chưa được khá giả lắm. Mình cũng vẫn ở nhà thuê mà. Nhưng mà hiện tại Huy nghĩ là đã tốt hơn rất là nhiều so với những năm đầu bắt đầu lên thành phố. Có thêm một cái động lực nữa là 7 năm. Thì đó là một cái động lực để mà hai vợ chồng cố gắng phấn đấu nhiều hơn cho tương lai, cho cuộc sống và cho cả con cái nữa. Trong Taekwondo thì mình sẽ chia ra làm hai hướng. Một hướng là Taekwondo thiên về đối kháng và một hướng Taekwondo thiên về quyền biểu diễn. Cái hướng mà Huy và đội Huy đang theo đó là thiên hướng quyền biểu diễn. Nội dung quyền biểu diễn Taekwondo của Việt Nam thì chúng ta luôn luôn nằm trong top 3 của thế giới. Trước giờ mình chỉ đứng sau Hàn Quốc. Hứa Huy, cái cảm giác nặng nề nhất trong những lúc chấn thương đó là gì nào? Dạ, giống như là mình đang bị rơi vào một cái vực thẳm, mà cái vực thẳm đó mình không xác định được là khi nào mình sẽ rớt tới đích. Bản thân khi một khi mà dính chấn thương rồi thì cảm giác mọi thứ xung quanh với mình giống như là nó càng ngày càng xa mình nhé. Nhưng mà em rất là mừng. Mừng đầu tiên là bên cạnh em luôn có những đồng đội rất là tuyệt vời. Chính những cái thời gian mà em bị chấn thương, mà đa phần chấn thương của em chính mắc phải đều trong những cái giải quan trọng như là vô địch thế giới, và gần đây nhất là SEA Games, hầu như là cứ cận giải là em mắc chấn thương. Nhưng mà bên cạnh em luôn có đồng đội. Mọi người an ủi em. Mọi người truyền cho em từng cái viên đá, bọc đá để chườm vết thương. Sau giờ tập thì tới động viên an ủi. Chúng em không còn coi nhau là bạn bè hay là đồng đội nữa. Giống như anh em trong nhà. Giống như anh em trong nhà. Vỗ tay cho những thành viên trong đại gia đình của chúng ta. Ở vòng đầu tiên được mang tên là kỹ thuật. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là vòng thi đấu đầu tiên, lượt thi đấu đầu tiên luôn. Một chọi một đến từ Đăng Khoa của võ nhạc Taekwondo và bạn Quyền Phước đến từ V Lions. Sẵn sàng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Và bây giờ sẽ là phần khoe ra những kỹ năng kỹ thuật tốt nhất có thể của cả hai cá nhân. Đẹp quá. Wow!
kết thúc 1-1, xin chúc mừng. Chúc mừng. Mọi người, những kỹ thuật vừa rồi được gọi mang tên là gì và được kết hợp ra sao ạ? Nhanh quá, nhìn không kịp. Nãy giờ mấy bạn làm á, theo từ chuyên môn mà thuần Việt á, dạ, thì là như mấy bạn hay nói là hút nè, rồi chụp móc nè, rồi bổ đà đá trên không nè. Sau khi hai bạn trình diễn thì Vân cũng nghĩ là Vân đã có nhận xét và có đánh giá của mình rồi. Và bây giờ sẽ là sự quyết định qua lượt thi đấu 1-1. Và quyết định đó sẽ được công bố bởi chuyên gia giám khảo Tuyết Vân. Ai đây? 3, 2, 1. Xin mời. Xin chúc mừng Đăng Khoa đã mang được một điểm ưu thế dành cho đội võ nhạc Taekwondo. Nhưng mà đó mới là 1-1 thôi à, mới sương sương, mới có lượt ha. Nhưng mà vì sao mà giám khảo lại quyết định lựa chọn Đăng Khoa? Cái kỹ thuật của Khoa nó đẹp hơn, đẹp mắt hơn, mặc dù là bạn này có thể là xoay nhiều vòng hơn. Chúng ta vẫn còn một vòng nữa, đó chính là cả đội đối đầu cùng với nhau. Và bây giờ sẽ là võ nhạc Taekwondo. Chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc tổng tấn công của mình. Ồ, đội hình rất đẹp nha, có tầng có lớp hàng hoàng hẳn hoi. Rất ngọt, rất ngọt. Trời ơi, ngon lành luôn. Gọn gàng vậy, mượt mà đến từng chi tiết. Dễ thương quá. Hey. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hay quá Huy ơi. Hay quá, trời ơi. Thật sự rất bùng nổ, cực kỳ bùng nổ. Đó chính là quyền Taekwondo Việt Nam. Cảm giác rất là máu lửa, nhưng mà trong cái máu lửa đó vẫn mang một cái tinh thần rất là thể thao. Dù thắng hay thua chưa biết, chào nhau một cái đã. Đó là một cái tinh thần mà Vân rất là thích ở mọi người. Nhưng Vân vẫn ưu tiên kỹ thuật thì là hàng đầu. Và cái thứ hai là độ đồng đều của mọi người. Chúng ta hãy sẵn sàng bước vào vòng thi đấu thứ hai cũng cực kỳ đặc sắc. Đó chính là đối kháng. Ai tấn công và có điểm trước thì người đó sẽ thắng, chỉ cần một điểm duy nhất. Và cái điểm đó là xác nhận ở vị trí nào trên giáp ạ? Mình sẽ tấn công ở bụng và hai bên hông. Dạ. Không tính lưng, không tính mông. Ok, sẵn sàng nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhìn cho kỹ nha, trọng tài và giám khảo nhìn cho kỹ nha. Một điểm duy nhất, ai ghi điểm đầu tiên là giành chiến thắng. Chúng ta sẵn sàng bước vào chặng 2 tại vòng thi đấu này nào. Và bây giờ sẽ là đề bài đến từ đội V Lions. Wow, cái đề bài khá là khó nha. Khó nhai nha. Một cái tháp 3 người và một mục tiêu duy nhất, nhưng cực kỳ cao, rất cao. Liệu rằng đây có phải là một pha đá trên không hay không? Móc ngược chăng? Nào cổ vũ nào, Minh Hy cố lên. Thật đáng tiếc.
Hoàng Bình Hy đã đá chưa chính xác. Kết thúc lượt 1 và bây giờ lượt 2. Tuyệt vời, với lượt 2 này cả hai đội đều thành công. Và bây giờ sẽ là lượt 3. Ngay sau đây sẽ là lời thách thức đến từ Vlion với 4 mục tiêu. Hứa Huy sẽ là người chinh phục. Wow! Khủng khiếp chưa? Tuyệt vời! Wow! Một lời đáp trả hoàn hảo đến từ Hứa Huy. Và cũng chúc mừng cho võ nhạc Taekwondo đã hoàn thành xuất sắc. Như vậy chúng ta đã trải qua được 3 lượt liên tục là những tạo hình rất khó được đưa ra bởi hai đội. Và bây giờ sẽ là cái điểm mà giám khảo đã chứng kiến được và nhận xét ra sao ạ? Có một cái là đá xoay, bên đây thì độ khó hơn đó là 900. Còn về 3 mục tiêu với 4 mục tiêu. 4 phải lớn hơn 3. Tính số ván, mình tính số ván bể nha. Thì bên này đang hơn về số ván. Dạ. Như vậy Vân cũng quyết định bên này thắng. Xin chúc mừng. Như vậy là tại vòng chặng 2, với chặng 2 công phá này thì 10 điểm đã thuộc về đội võ nhạc Taekwondo. Chúc mừng các bạn. Thực ra là mình cảm thấy là có một tí may mắn, bởi vì hiện tại là cái năng lượng của hai đội cũng như là cái kỹ thuật hai đội hầu như là ngang nhau. Thì qua cái vòng chặng thứ nhất á thì mình cũng hơi lo lắng, nhưng mà mình cứ chơi hết mình thôi. Bây giờ xin mời quý vị đến với chặng 3 của chúng tôi. Xin mời. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của đội đang có được 30 điểm. Võ nhạc Taekwondo vào vị trí. Ây da, kiếm chuyện liền, cà khịa liền. Có slow motion à. Wow, mang tính giải trí cao đấy. Wow, rất đẹp ngay mặt luôn á. Quá đẹp. Tuyệt vời. Thực sự là hai màn trình diễn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nói về gọi là cái gọi độ cuốn hút đi thì đội võ nhạc chiếm ưu thế nhiều hơn trong Lê Lộc. Khá nhiều góc máy điện ảnh, những kỹ xảo điện ảnh được liên tục luôn. Đưa ra có cái nét slow motion quá đỉnh luôn, xuất sắc. Chú Vân cảm nhận như thế nào? Với Vân thì về độ đẹp thì phải nói là bên này vẫn chiếm ưu thế hơn, tại vì những cái đòn đá xoay được áp dụng vào thực chiến. Nhưng mà bên đây thì mang đậm tính giải trí quá. Và bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng, khoảnh khắc quyết định được kết quả trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay, mang tinh thần học hỏi giao lưu. 3, 2, 1. Xin mời. Kính thưa quý vị, như vậy là với chặng 3 vừa rồi, đội võ nhạc Taekwondo có được 4 phiếu bình chọn. Chúc mừng các bạn được 20 điểm và đã có một cuộc lội ngược dòng. Tổng tỷ số là 40-50 và đội tiếp tục giành được tấm vé bước vào đêm thi cuối cùng, đêm gala cùng với đấu trường đường phố. Đó chính là võ nhạc Taekwondo. Và ngay sau đây, hãy tiếp tục với một tinh thần thượng võ đến từ võ nhạc Taekwondo.
kính thưa quý vị, đó chính là những nhà vô địch SEA Games võ nhạc Taekwondo. Thật không hổ danh là những nhà vô địch. Và các bạn đã rất xứng đáng với lá cờ đỏ trên ngực trái của mình. Chúng tôi tự hào về các bạn với phong độ ngày hôm nay và năng lượng tích cực, với câu chuyện mà các bạn truyền tải như một tảng văn mang tính chất tượng hình rất cao. Xin cảm ơn võ nhạc Taekwondo. Võ nhạc Taekwondo thì phải nói là các bạn động tác chuẩn hết, chuẩn từ động tác đá, nhào lộn, phối hợp, ăn ý. Đây là một ứng cử viên khán giả. Chúc mừng đội bạn. Võ nhạc Taekwondo 3, 2, 1, xin mời. Rất nhiều. Wow. Đã một cơn mưa. Lần này có vẻ như là sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Thì ở đây chúng ta có 24 số phiếu ạ. Chúc mừng võ nhạc Taekwondo với 24 điểm đầu tiên của mình. Nói về Taekwondo, chúng ta không thể bỏ qua được cô nàng xinh đẹp của chúng ta, đó chính là Master. Cảm nhận như thế nào về những người đồng đội của mình ngày hôm nay? Dạ, khi mà chứng kiến mọi người mang một cái thông điệp, mang một cái ý nghĩa đúng với cuộc đời thật của vận động viên, không chỉ là vận động viên không mà tất cả các ngành nghề, mọi người đều có áp lực, đều có mệt mỏi, thì đây là một câu chuyện rất là ý nghĩa và mang tính nhân văn để truyền đạt cho mọi người, dù có khó khăn như thế nào thì mình vẫn có thể vượt qua và chiến đấu với nó, đừng bỏ cuộc. Cảm ơn Tuyết Vân rất nhiều. Và kính thưa quý vị, Master Châu Tuyết Vân cũng là một chuyên gia về bộ môn Taekwondo. 10 điểm. Is your new form?